chồng ơi, hôm nay em sẽ làm đẹp đẹp cho chồng thấy nha. Đó. Bình thường là chồng mình là rất là thích mình đeo cái nơ này. Đấy. Sao chịu không? Thôi, mình sẽ đeo cái bông tai mà chồng mình tặng cho mình hen. Đó, đợi chút xíu nha. Chị Ri giống như là đang nói chuyện phi tham vậy đó chị Ri. Anh thấy có đẹp không? Đây. Anh thấy có đẹp đó. Không? Sao cái này sao? Không đẹp ok nào? Không? Được hết. Hôn hôn vô cái điện thoại nữa. Ồ, biết rồi. Đó, đó. Sao, ok không, chịu không? Đó, được không? Và bây giờ thì em sẽ mặc đồ này cho chồng hen. Đó. Nè, đó, sao chịu không? Ai hen, sao chịu không? À, để chút xíu nè. Đó. À, mình còn cái mang cái giày nữa đây. Dép này là cũng là chồng tặng cho em đó. Ôi chà. Đây. Sao làm cái gì vậy? À. Chồng ơi, đợi chút xíu. Anh làm cái gì vậy? Thì cái gì? Cô có biết là chồng cô mới chết được có 3 tháng không? Con trai tôi mới chết được có 3 tháng thôi. Mà cô đã ăn bận cái kiểu như vậy. À, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cô cái này là cái gì? Hả? 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 Cô đang tính lén phén với thằng nào đúng chưa? Không có. Không có à? Cô không có quên được anh ấy. Cô đã nói chuyện với chồng con. Trời ơi là trời, tại sao tấm hình này cô có mà tôi làm mẹ nó tôi không có? Thì chồng có tặng cho con thì con có là đúng rồi, còn mẹ không có thì đúng rồi. Nhưng mà tấm hình này là nó rất là vui, cô coi là tấm hình của tôi rồi. Con tôi nó chụp hình với tôi nó khó chịu dữ lắm. Từ lúc mà nó lấy cô nó không còn tình cảm gì với tôi nữa. Cô nhìn đi. Cô nhìn đi. Cô nhìn thấy chưa? Cô nhìn thấy rõ chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Đó là hình nó chụp với tôi. Mẹ nói chuyện với con đi chứ nói chuyện với ai vậy? Đây là hình nó chụp với cô nè. Nó cười tươi lắm. Tại sao vậy? Tôi là mẹ đó. Tôi là người sinh nó ra nuôi nó lớn. Từ ngày con xuất hiện con đã cướp con tôi. Thì con là vợ của họ mà. Nhưng tôi là mẹ của nó mà. Cô, tự nhiên con xuất hiện làm gì? Rồi tôi nói với con tôi á, là cô với nó khắc tuổi với nhau không thể nào cưới được. Để rồi bây giờ con tôi nó lên bàn thờ nó nói nữa kìa. Cô thấy chưa? Đâu phải là con muốn đâu. Con của ơi có 30 á. Con không nghĩ là anh ấy sẽ đi nhanh như vậy. Con nói thiệt luôn á, con mới là người buồn. Mẹ thì dù gì cũng đã sống chung với ảnh lâu, rất là lâu năm. Còn con thì mới có mấy năm mà. Thì con phải sống sao? Bây giờ con nhớ anh ấy quá, con ngày nào cũng cầm điện thoại, con nhìn cái tấm hình của ảnh, con nói chuyện giống như con bị tâm thần vậy á. Mà mẹ có biết gì đâu. Có một mình cô biết thương nhớ nữa hay sao? Có một mình cô biết yêu nữa hay sao? Cô còn có thể bỏ nữa. Nhưng tôi là mẹ, tôi không thể nào tôi bỏ con tôi được. Cô đứng dậy đi. Cô đang ngồi đè lên cái kỷ vật của con tôi đó. Cái này là gì? Đưa đây cho tôi.
Đưa đi. Đây là cái khăn có dấu son môi của con trai tôi. Trời ơi trời, tại sao cái này con không có mà mẹ có? Tại sao lại vậy? Bởi vì trong lúc mình nó ngủ, tôi có lén lấy son thoa lên môi nó. Con có biết là ngày xưa mỗi buổi tối trước khi con tôi ngủ, con tôi hay hung tôi lắm. Nhưng từ ngày cưới tôi cô về tới giờ, nó không còn hung tôi nữa. Tôi phải làm như vậy để mỗi tối tôi ỉnh lên mặt coi như là con tôi đang hung tôi. Nó dính thiệt rồi mẹ. Mẹ ơi cho con cái này đi, con cho cô cái này. Con cũng muốn chiếm đoạt của tôi. Trời, cái này là của tôi. Cái này là của tôi. Đưa cho tôi. Trời, tôi. Đây là của tôi. Mẹ dữ quá. Mẹ không biết thương con. Tôi không thể nào thương con được. Nếu như con không xuất hiện thì con tôi không bao giờ chết. Tôi phải ghét con. Tôi phải bắt con suốt cuộc đời này không bao giờ được đi thêm bước nữa. Nếu không, con sẽ có lỗi với con tôi. Tôi và con tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Mẹ nói như vậy có đúng không Lực? Con trai của mẹ. Con trai của mẹ. Con coi đó. Mẹ đi ra. Chồng con đó. Đi ra. Đi chồng con đó. Đừng đụng tới chồng con. Nó là con của tôi. Cô tránh ra. Con trai của mẹ. Để mẹ lau. Đây là chồng của con. Đây là con của tôi, cô tránh ra. Con trai của mẹ. Mẹ thương con nhiều lắm. Mẹ, mẹ cho con sống ở đây đi. Con không có đi đâu được. Con xin mẹ. Ở đây nó bao nhiêu thứ đồ của chồng con à. Con không thể bỏ đi được. Cô ở đây làm gì? Để con có thể chứng kiến được hàng ngày bà mẹ già này phải đau khổ trước sự mất mát của con mình hay sao? Được. Con đang nghĩ mẹ. Con xin mẹ, đừng đuổi con. Cho con ở lại với mẹ đi. Con buông tôi ra. Cô đừng làm gì. Đâu, không còn mẹ ơi. Ra đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đừng. Đừng. Cô buông ra. Con buông ra. Con buông ra. Cô buông tôi ra. Cô buông ra. Cô buông tôi ra đi. Cô đừng làm khổ tôi nữa. Không được đâu mẹ. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Tại sao bạn ơi giúp quýt mẹ con như vậy? Tại sao? Tại sao quýt mẹ con như vậy? Tại sao quýt mẹ con như vậy hả? Tại sao mẹ quýt mẹ con như vậy? Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Đứng dậy em. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Tại sao vậy? Tại sao bà đổ ca biết mẹ con gọi vậy? Thôi được rồi. Nể tình bà cháu nội của tôi tha cho cô đó. Mẹ. Mẹ. Vậy thì không có đuổi con đi nha. Cho con sống ở đây nha. Mẹ biết lỗi rồi. Nội trái rồi. Nội biết lỗi rồi. Dạ. Cả nhà mình thương nhau đi. Mà thất tình mà bạn phải buồn. Già như bạn thất tình buồn làm cái gì không biết nữa. Giới trẻ như mình thất tình buồn nó mới có chuyện để nói. Tại sao lại buồn rầu? Xịn đá em. Cha đó bây giờ xấu mà cũng lùn như anh mà cũng đá em nữa. Thank you.
bạn Harry vui mà. Ê, đáng lẽ mình cận mình mới quánh lộn, bạn không cận mắt cái giống ôm gì bạn quánh lộn. Tại vì mình bị lé. Mình tưởng đó là Harry, mình đánh tới tóc. Mình xin lỗi bạn. Dạ, bạn đáng yêu quá à. Sao tự nhiên buồn vậy? Thất tình. Trời ơi, thất tình cha trình bụng bự á hả? Ờ, đúng rồi. Dạ, với lại Ngọc làm nhiều bạn, bạn là con trai lắm. Bây giờ sẽ giới thiệu người khác bụng bự hơn anh Trình luôn. Mình thích đàn ông bụng bự lắm á. Rồi bây giờ mình sẽ mời một bạn này ra. Bảo đảm bạn nhìn cái bụng là bạn phái liền. Tự nhiên có mất gì đâu mà thất tình mà bạn phải buồn. Già như bạn thất tình buồn làm cái gì không biết nữa. Giới trẻ như mình thất tình buồn nó mới có chuyện để nói. Nên ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn. Nói đi. Người đàn ông vừa với lớp tuổi của bạn. Nói đi. À không, bằng với nhan sắc của bạn. Ừ, nói đi. Và chiều cao của bạn. Nhưng mà phải chưa có vợ nha. À, bạn này chưa có vợ đâu. Ừ. Thôi đi. Tầm 5, tầm 3 vô bàn chuyện thiên hạ hả? Ủa, cái này là tại bạn lùng hay là tại cái kiểu nó vậy? Tại tôi lùng. À. Vừa lòng chưa? Các cô, tại sao lại buồn rầu? Xịn đá em. Cha đó bây giờ xấu mà cũng lùn như anh mà cũng đá em nữa. Không hợp nhau thì kết thúc thôi. Ngày hôm nay anh dắt những cái ứng cử viên đỉnh cao tới gặp em. À! Có phần cái em không? Mừng quá. Cái gì? Có phần em không? Đi ra chỗ khác. Đây, người thất tình là đi nè. Cho mình một phần nữa. Bạn ơi, bạn chia sẻ cho chúng mình với. Chúng mình hứa chúng mình sẽ chỉ ăn những ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Đó,